Cái sai lầm đầu tiên ấy, đó chính là chúng ta không hiểu về thuật toán TikTok, những cái cách mà video được phân phối tự nhiên. Bởi vì TikTok ấy, mỗi một khi mà các bạn đăng một video lên ấy, thì sẽ được cái người admin ở trên nền tảng TikTok ấy, nghĩa là nó sẽ có những cái đội ngũ chuyên để mà kiểm duyệt nội dung, và họ sẽ kiểm duyệt thủ công nhá. Các bạn có để ý là khi mà mình đăng video lên, thậm chí một ngày hôm đấy không có view, còn thậm chí hẳn 5-7 ngày mà còn chưa thấy có view nào, bởi vì video các bạn lúc đó là chưa chưa được cái người kiểm duyệt viên họ xem xét qua để họ cho phân phối. Và giả sử khi ấy, sau khoảng 3 ngày đi chẳng hạn, nếu mà họ xem xét qua cái nội dung của các bạn ấy, họ thấy video của các bạn là ok, không bị vi phạm chính sách, họ sẽ phân phối thử cho các bạn đến khoảng 200 người dùng đầu tiên để xem là cái lượt tương tác với video đó, cái lượt trải nghiệm của họ như nào, để họ quyết định là tiếp tục phân phối nữa hay không. Thì sau khi mà qua được khoảng 200 người mà thấy được cái video này là đạt được cái tỷ lệ tương tác cao, thì họ lại tiếp tục phân phối đến cho 500 người hoặc là 1.000 người tiếp, và để đo lường. Và nếu như video tiếp tục được được cái sự đón nhận của người xem ấy, thì TikTok nó sẽ cho cái video đó lên xu hướng. Thì đấy là cái sai lầm, đấy là cái sai lầm của rất nhiều người khi mà không hiểu được thuật toán của TikTok ấy. Nên là chúng ta làm những cái video nào là những cái video gọi là slide ảnh chạy chẳng có cái nội dung gì, bởi vì TikTok họ duyệt bằng con người chứ không phải là bằng máy nha. Đó, và những cái mà không hiểu được cái cách phân phối nên là chúng ta làm video rất là dễ bị cái tình trạng là không có người xem, không làm những cái video mà không có nội dung, không hiểu được cái cốt truyện và chỉ đăng một cách gọi là ngẫu hứng lên. Rồi, thứ hai đó chính là cái sai lầm về 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 nội dung. Thì có rất là nhiều người ấy, là muốn cái kênh của mình có nhiều follow nên là đã đi mua kênh, và trước đây mình cũng là một trong những người đi mua kênh. Mình mua một cái kênh mà có khoảng 600.000 sub, khoảng 10 triệu mua một cái kênh đó. Và khi mà mình mua về xong ấy thì mình đăng video của mình lên ấy, ngày đầu tiên thì cũng có khoảng chục 10.000 người tương tác. Nhưng mà sau đó mình tắt hết những cái video cũ đi và mình đăng lên ấy, thì chỉ có tương tác đến gọi là vài trăm người thôi. Và gần như cái video đó mình cũng không hiểu cái thuật toán của TikTok nào, rồi mình đăng re-up, rồi mình đăng kiếm tiền, rồi mình sâu hết kiếm tiền online rồi này nọ lên ấy, cuối cùng cái kênh đó bị xóa bay. Và đấy là một cái sai lầm đầu tiên khi mà làm TikTok. Đấy, mua view cho video, mua follow. Đó, mà các bạn lưu ý này, cái việc mà một video lên xu hướng thì nó không ảnh hưởng đến, nó không liên quan đến là các bạn có bao nhiêu follow nhá. Có những bạn mà chỉ có chưa đến 100 follow nhưng mà video vẫn lên xu hướng bình thường. Nên cái việc các bạn có 1.000 hoặc là 5.000 cái lượt follow ấy, video các bạn vẫn bị flop bình thường. Nên cái follow ở đây ấy, nó không quan trọng bằng cái việc là video của các bạn ấy có giá trị cho người xem hay không, có được TikTok họ đề xuất hay không, và cái video đó nó có mang tính thương mại để giúp cho các bạn chuyển đổi bán hàng hay không. Đó, và đừng re-up nội dung một cách gọi là tải về up lên. Nếu mà các bạn re-up thường xuyên như vậy ấy, thì nó sẽ vi phạm vào cái chính sách của TikTok nha. Ngoài ra thì một cái sai lầm nữa đó là xây những cái nội dung không có một cái giá trị gì cho người xem. Gọi là mình thích thì mình đăng và mình làm những cái video, giống như là có rất nhiều bạn trẻ làm video TikTok thì chỉ gọi là chỉ làm để cho mình xem thôi, mình thích mình ngắm thôi, nhưng mà nó không có cái giá trị gì đến những cái người mà họ họ xem cái nội dung của mình. Vì thế nên cái video, cái kênh cũng không bao giờ phát triển được, lúc nào cũng gọi là lẹt đẹt. Đó, và cái sai lầm thứ ba đó chính là không hiểu về chính sách của TikTok. Khi mà không hiểu chính sách của TikTok ấy thì các bạn rất là dễ bị bay kênh, bị mất kênh nha. Không hiểu chính sách thì sẽ dễ bị mất kênh, và làm ấy mà các bạn làm rồi bị liên tục mà bị đai kênh ấy, thì chúng ta sẽ bị mất, giống như là mất năng lượng, không tiếp tục làm nữa. Và cái sai lầm nữa đó chính là các bạn chưa biết cách để mà đặt những cái hashtag tìm kiếm liên quan. Nhiều bạn hay đặt những cái hashtag mà chỉ để với mục đích là thấy thấy người ta đặt thì mình cũng đặt theo thôi. Nếu mà các bạn đặt những cái hashtag mà nó liên quan đến cái ngành hàng hoặc cái sản phẩm mà các bạn affiliate ở ở trên cái video đấy ấy, thì nó cũng sẽ nhắm đến những cái nhóm đối tượng mà nó có khả năng chuyển đổi cao hơn, nó liên quan đến cái sản phẩm đó. Và thêm một cái sai lầm nữa đó chính là không biết chọn nhạc. Nếu mà các bạn chọn những cái bài nhạc mà nghe nó rất là thiếu năng lượng rồi nhàm chán ấy, thì nó cũng sẽ làm cho cái kênh của mình ấy nó không
không mang, gọi là không truyền được cái cảm hứng, không có cái yếu tố gọi là thích thú cho người xem. Xây kênh xong mới tìm hướng kiếm tiền, thì đây là một trong những cái sai lầm mà mình thấy rất nhiều người gặp phải. Đó là các bạn không xác định được cái khách hàng của mình từ đầu, cứ làm giống như các bạn làm ngẫu hứng thôi. Đầu tiên ấy, chúng ta hãy xác định là bây giờ các bạn muốn làm affiliate cho sản phẩm gì, cái nhóm sản phẩm gì. Ví dụ như bạn đang muốn làm sản phẩm mẹ và bé thì hãy làm những cái nội dung liên quan đến cái nhóm khách hàng này quan tâm. Còn nếu các bạn muốn làm về công nghệ thì cũng hãy chọn những cái mảng công nghệ, bởi vì cái độ tuổi nó khác nhau nha. Ví dụ như các bạn chọn cái nhóm khách hàng mẹ và bé thì thường sẽ độ tuổi của họ từ 25 đến 30 là những cái nhóm mà đang có con. Còn nếu như mà bạn bán những cái sản phẩm cho dạng xì tin ấy thì chỉ 14 đến 20 thôi. Thì cái nhóm khách hàng nó khác nhau, nên là những cái nội dung mà các bạn xây ấy nó cũng phải nhắm được đến đúng cái tệp khách hàng của mình. Nên là hãy bắt đầu nhắm xác định khách hàng từ đầu, sau đó khi mà xây kênh ấy, xác định là cái nhu cầu chúng ta khai thác thương mại như nào, các bạn sẽ affiliate cho cái nhóm sản phẩm gì. Và mình cũng khuyên là các bạn nên làm, nếu như các bạn làm review nhá, thì các bạn có thể làm đa dạng các cái sản phẩm khác nhau được, là chúng ta sẽ trở thành một người KOC chuyên review và trải nghiệm các sản phẩm. Nhưng mà nếu như các bạn xây một cái kênh mà để các bạn lấy thương hiệu là gia dụng ấy, thì các bạn cũng chỉ nên affiliate cho các cái sản phẩm gia dụng thôi. Mình cũng đừng gia dụng rồi mình lại đá sang các cái sản phẩm loạn xị lên, thì lúc đó ấy, mình không xây được cái thương hiệu cho cái kênh của mình. Người ta sẽ không nhớ về một cái kênh này, à chuyên bán một cái sản phẩm, một cái nhóm, một cái ngách, một cái thị trường ấy. Đó, thì nên là cái sai lầm thứ 9 là các bạn không định hướng được. Và thêm một cái sai lầm cuối cùng nha, đó chính là không xác định được cái nguồn lực của các bạn. Mình xây một cái kênh ấy mà chúng ta không biết được nguồn lực của mình, thế mạnh của mình như nào, mà chúng ta chọn sai. Mình thấy có rất nhiều bạn ấy chọn sai cả cái concept. Rất nhiều bạn vào làm xây kênh ấy là bắt đầu xây kênh dạng điện ảnh. Mà điện ảnh thì là nó phải có một ekip, nó phải có những một cái nhóm người hùng hậu, rồi thứ nhất là người viết kịch bản này, thứ hai là người quay phim này, thứ ba là người edit video này, thứ tư là diễn viên quần chúng này, phải có vài diễn viên. Và thường có rất nhiều bạn nghĩ là tôi vào làm TikTok thì tôi phải làm dạng điện ảnh như vậy. Mình chọn sai cái nguồn lực từ ban đầu ấy, thì nó không có được nhân sự này. Thứ hai là đầu tư thời gian, kiến thức, tiền bạc, nhưng cái tỷ lệ chuyển đổi thương mại lại rất là thấp. Đó, và các bạn hãy nhớ bám sát theo 6 cái concept mà Nguyên có chia sẻ đó. Thì nếu các bạn làm đúng đủ đều một trong thời gian đầu, một ngày các bạn cứ làm cho Nguyên khoảng 10 đến 20 cái video nhá. Nếu mà làm được càng nhiều càng tốt, và các bạn up lên thì đều đặn thôi, cứ up lên thì chắc chắn rằng ấy, nó sẽ có những video nó đề xuất, nó sẽ cắn đề xuất và nó sẽ kéo cái kênh của các bạn lên. Vì có thể trong thời gian đầu làm ấy thì nó chưa ra kết quả đâu, nó kết quả nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà cứ làm thường xuyên đều đặn ấy, thì chắc chắn là cái việc mà kiếm ra một tháng ấy, con số 5-10 triệu ấy, thì nó là trong tầm tay thôi.